Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Seiko Vlog đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi game Arecho. Đầu tiên khi bắt đầu chúng ta sẽ được chọn khả năng thì chúng ta trong các khả năng đấy chúng ta sẽ chọn khả năng đang mũi tên. Bên này chúng ta cần cả một kỹ năng nữa, kỹ năng di chuyển. Ta vừa di chuyển, ta vừa bắn, thì theo cho ta sở nhất nhà. Vừa né lại, vừa thể bắn. Với ba khả năng này chúng ta nên chọn khả năng mũi tên phía sau cộng 1. Khi gặp thiên thần nó sẽ cho chúng ta hai điều ước, hai phước lành thì chúng ta sẽ chọn một trong hai. Nếu nó còn đầy thì chúng ta sẽ chọn cái phần lại hay sẽ không. Trong hai skin này bạn chọn skin nào cũng được, nhưng theo cách của mình thì mình chọn tăng cường tấn công. Khi chơi này thì còn phải cách di chuyển nó thật là khéo léo. Nghe những lời đạn không phải được. Với ba sáu kim này mình nên chọn sáu kim cá chạm thần thánh. Khuyến cáo mọi người nếu không thừa máu thì không nên đổi nhé. Nếu mà thừa máu mà skin ngon thì hãy nên đổi. Với ba sợi kim này mình nên chọn là sợi kim tăng cường tốc độ tấn công. Ngoài sợi kim này mình chọn sợi kim chữa lành vì mình đang hết máu. Thank you.
mình chọn skin mũi tên chéo cộng 1. Thank you.
Clip của mình đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.